Hello, xin chào anh em YouTube nha. Thì hôm nay mình làm một cái video ngắn mình chia sẻ với anh em cái vấn đề mà hôm bữa giờ chắc anh em cũng biết rồi, là trên công ty Nutri á, thì Nutri hay là nó hay là Bodybuilding gì đó có ra một cái thông báo là bên Bodybuilding đã độc quyền phân phối cái mặt hàng của hãng BBI á anh em. Thì nếu mà anh em có theo dõi thì chắc là biết cái tin này. Thì bắt đầu kể từ ngày 24 tháng 8, ngày 24 tháng 8 năm 2020 là Bodybuilding được phép phân phối độc quyền những cái mặt hàng của BBI. Thì nếu mà anh em mà có đọc được cái bức thư mà bên công ty BBI nó gửi qua cho bên công ty Nutri bên Việt Nam mình á, thì anh em sẽ đọc được cái tin đó. Thì ở trong đó nó có nội dung của bức thư đó, thì nó có mấy phần đó, thì anh em nếu mà ai muốn tìm đọc á thì có thể vào trong cái fanpage của Bodybuilding để mình lục lại mình đọc, thì nó nằm ở trong đó, nó còn nằm trong đó đó. Thì sẵn đây thì mình muốn chia sẻ với anh em, thì chắc chắn là sẽ có anh em sẽ hỏi một vài cái vấn đề mà xoay quanh cái chuyện này. Thứ nhất là anh em sẽ hỏi là ủa, nếu mà Bodybuilding nhập độc quyền nhập hàng của BBI thì những cái công ty kia như thế nào, như là Kim Điền hoặc là Best Nutrition sẽ như thế nào. Cái câu hỏi tiếp theo nữa là anh em sẽ hỏi là vậy thì khi mà độc quyền thì giá nó có tăng, cái giá bán, giá sản phẩm nó có bị tăng lên hay không, nó có bị đội lên hay không. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em về hai cái câu hỏi này nha, hai câu hỏi thực tế nhất, một cái liên quan đến tiền bạc và một cái là liên quan đến chuyện hai cái ông kia còn được nhập khẩu cái hàng BBI nữa hay không. Thì trước tiên thì mình sẽ nói với anh em về cái vấn đề mà nhập khẩu độc quyền này. Thì anh em cũng đã biết rồi, nếu mà đã ký kết độc quyền rồi thì chắc ăn là mấy cái ông kia thì sẽ không có được quyền phân phối nữa, là chỉ duy nhất có một mình Body, một mình cái thằng Nutri này là được phép phân phối thôi, được phép nhập cái đó về và phân phối ra ngoài thị trường và dán cái tem lên của bên tem Starlight anh em, tem Starlight mà giống như là tem của bên Ruwan á, Ruwan đó là một số cái sản phẩm mà của Bodybuilding bây giờ đang độc quyền anh em, thì nó sẽ dán cái tem đỏ đó lên. Cái tem nó vậy nè, đâu rồi, đây là nó sẽ dán cái tem này lên, tem này nè. Thì hai cái ông kia sẽ không được nhập nữa nha anh em, sẽ không được nhập nữa, tại vì BBI đã ký độc cái hàng Bodybuilding đã ký độc quyền với lại bên BBI rồi, thì BBI sẽ không phân phối cho hai cái hàng nhà nhập khẩu kia nữa, và chỉ duy nhất có một mình Bodybuilding là được phân phối thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ ngoài thị trường vẫn còn hàng của bên Kim Điền và hàng của Best Nutrition nha anh em, tại vì hàng nó chưa có hết hẳn. Và cái đơn hàng sắp tới này của mình á, cái đơn hàng sắp tới mình nhập vào tuần sau sẽ có đó, thì nó vẫn còn một cái còn một đợt nữa hàng của bên Best Nutrition á, vẫn còn một đợt nữa là sẽ dán cái tem của bên Best Nutrition nhập cái hàng đó, là kiểu như là còn một đợt cuối cùng nha anh em, là còn một đợt cuối cùng nữa là sẽ chấm dứt hợp đồng giữa Best Nutrition với lại bên BBI. Còn Kim Điền thì mình không biết nha anh em. Kim Điền thì tại vì hổm giờ mình nhập là ISO HD là mình nhập của bên Best Nutrition không à. Còn Kim Điền thì mình không có nhập bên đó, cho nên là mình sẽ không có biết cái tình hình bên đó như thế nào. Mình thấy là bên Kim Điền hơi căng nha anh em, tại vì Kim Điền bữa giờ trong thời gian một năm qua là Kim Điền chỉ nhập có một mình hãng Best Nutrition. Best Nutrition này, Kim Điền này, Bodybuilding rất là lộn. Thì trong vòng một năm qua là Kim Điền chỉ nhập một hãng BBI thôi đó, nhưng mà bây giờ bên Bodybuilding nó nhập độc quyền, nó ký độc quyền lại, nó được phép nhập phân phối độc quyền thì bên Kim Điền này chắc là sẽ hơi rối nha anh em, hơi rối. Thì cái chuyện mà nhập độc quyền thì nó đơn giản thôi. Trong cái bức thư mà bên BBI nó gửi qua cho bên bên Nutri này á, là anh em nếu mà đọc sẽ rõ hơn. Cái phần cuối cùng, cái dòng cuối cùng á, nó có để ở trong đó là cái thời hạn hợp đồng này nó sẽ kéo dài trong
nó sẽ có cái hiệu lực, nó sẽ kéo dài trong vòng 12 tháng. Sau 12 tháng là sẽ tính tiếp. Sau 12 tháng là sẽ tính tiếp nha anh em. Và bên BBI này được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Chấm dứt trước hợp đồng nha anh em. Có nghĩa là có thể là trước 12 tháng. Nếu mà bên BBI muốn chấm dứt hợp đồng trước đó thì người ta vẫn có quyền. À, nhưng mà người ta vẫn sẽ thông báo cho bên Nutri này trước 30 ngày. Nó để rõ trong đó luôn nha anh em. À, cái bức thư đó nó để rõ trong đó đó là hợp đồng nó sao nó ghi trang vậy thôi. Để mình suy nghĩ ra cái gì đó đây, nãy mình mới nhớ ra cái gì mình muốn chia sẻ với anh em. Thì chỉ làm một cái video ngắn chia sẻ với anh em thôi em. Anh em nào mà đã hiểu rồi thôi. Còn anh em nào mà chưa hiểu rõ thì có thể tham khảo cái video này của mình. Tại vì bữa giờ mình thấy trên cái trang mình có vào trong cái fanpage của bên Bodybuilding nhá, mình nhìn vô mình thấy có rất là nhiều anh em comment hỏi trong đó. Bên Body nhập độc quyền rồi á thì hai cái nhà nhập khẩu kia sẽ như thế nào? Rồi cứ ông này độc quyền, ông kia độc quyền, nó rối tung lên, cho nên là nhiều khi anh em mình sẽ không hiểu về cái vấn đề này. Thì cái độc quyền này, bên Nutri này nhập độc quyền bắt đầu kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020 là bắt đầu từ cái đơn hàng đầu tiên, từ cái đợt mà đơn hàng đầu tiên và cái khoản thanh toán đầu tiên của cái đợt hàng đó của bên Nutri này đối với bên BBI. Nếu mà bên Nutri này đặt cái đơn hàng đầu tiên và cái khoản thanh toán cái lần đầu tiên á là nó sẽ tính từ cái lúc đó là độc quyền đó nha anh em. Từ ngày 24 tháng 8 đó, anh em nếu mà có theo dõi cái fanpage thì chắc là sẽ thấy. Thì mình nói nó hơi dài dòng. Tại vì mình chia sẻ với anh em là mình nói theo kiểu mình nhớ ra cái gì mình nói cái đó thôi, chứ nó không có cái văn bản sẵn, cho nên là mình nói nhiều khi nó hơi bị lấp lửng nha anh em thông cảm nha. Và cái tiếp đó là mình nói về cái giá nha anh em. Cái giá hiện tại bây giờ cái hàng của bên Best Nutrition á, cái tuần sau mình nhập thì giá nó vẫn như cũ nha. Sau khi mà hết đợt hàng đó rồi, thì bên Nutri nó độc quyền á thì cái giá như thế nào chưa biết nha anh em. Giá thì mình chưa có biết rõ. Tới đâu thì hãy tới đó thôi. Tới lúc nào mình nhập về thì mình mới biết được cái giá cụ thể. Còn bây giờ chưa nhập chưa biết nha anh em. Thì cái giá chia sẻ sau, khi nào có hàng của bên Bodybuilding về thì mới nhập. Mà nhập cái đó về rồi mới biết cái giá của nó. Còn hiện tại bây giờ mình vẫn lấy của Best Nutrition. Thì hàng bên Best Nutrition vẫn còn một lô nữa nha anh em. Vẫn còn một lô cuối cùng nữa. Thì hết cái lô này thì bắt đầu mới là chuyển qua lô hàng của bên hàng của Nutri. Thì hôm nay chỉ chia sẻ với anh em hai cái vấn đề thôi. Thứ nhất là về cái phần độc quyền, cái thứ hai là về cái giá tiền. Cái độc quyền thì chia sẻ anh em rõ rồi, còn cái phần giá tiền thì khi nào mà nhập về mới biết giá. Thì hôm nay chỉ làm một cái video ngắn chia sẻ với anh em vậy thôi nha. Thì ngày mai ngày mốt gì đó có cái gì hay hay nữa thì mình lại tiếp tục mình làm video mình chia sẻ với anh em. Tôi xin chào mọi người nha. Thì hôm nay chỉ làm video ngắn vậy thôi, không nói dài dòng nữa. Thì cái video mình nó cũng dài khoảng 8 phút, hơn 8 phút rồi. Không muốn làm mất nhiều thời gian của anh em nữa nha. Thôi xin chào bye bye anh em nha. Thì quên nữa, nếu mà anh em ai có ý kiến gì hay hơn thì mình comment bên dưới nha. Thì đó là những cái hiểu biết, những cái gì mình biết được thì mình chia sẻ với anh em. Còn nếu mà anh em mà có thông tin gì hay hơn, có những cái ý kiến gì hay thì anh em cứ comment để tại bên dưới đi. Thì mình đọc được rồi mình từ từ rồi mình đọc, mình nghiên cứu rồi mình sẽ chia sẻ sau. Thôi bye bye anh em nha.